Một đám ô hợp hèn hạ cũng xứng đứng cùng Dương Nham chống lại thiên địch. Giết! Tấn công! Gì vậy to? Gì vậy? Gì vậy? Wow. Gì vậy? Đó là cái gì? Chạy mau đi. Chạy mau đi. Chạy mau. Thu lưới. Bạn thật, cô lên. Hầu trưởng lão. Đi mau. Trưởng lão ơi. Bông ta ra. Đừng cản ta. Đi mau lên. Cục đá, đi thôi. Mau đi thôi. Đi thôi cục đá. Đừng cản ta. Mau lên bàn thạch. Mau lên. Đưa tay đây. Mau lên đây đại hôi. Mau đưa tay đây. Mau lên. Đại hôi. Cục đá chạy đi. Đại hôi. Thánh tôn quả nhiên không hề nhìn lầm. Yêu quái Kỳ Lai Sơn theo Dương Nham chống lại thiên đình. Quả ra chính là ngươi sao? Tại sao ngươi muốn làm vậy chứ? Ngươi muốn làm cái gì đây? Hả? Cẩn thận. Tỳ tước, cô mau đi. Cô không ngăn cản được hắn đâu. Ta đi rồi thì ngươi làm sao? Một mình ta chết đi, tốt hơn là cùng chết mà. Ta tuyệt đối không bỏ ngươi lại một mình. Chúng ta nói về cùng nhau đi tu luyện mà. Cô đi, nếu không sẽ chết chung đó. Đi mau đi. Tước Nhi. Ta...
Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cô đừng chết mà. Chúng tôi ở Kỳ Lai Sơn gặp trở ngại không rõ nguồn gốc. Trở ngại không rõ nguồn gốc hả? Kỳ Lai Sơn còn đại yêu khác à? Bàn thật. Đi. Dạ. Tướng quân, đối phương ở đâu? Đối phương đã trốn đi rồi. Soát, phải tìm hết ra cho ta. Rõ. Tuyết Nhi, cô không sao chứ? Bàn thạch, có thể ta không đến được Dạng Không Sơn cùng ngươi. Không, 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 không có đâu. Cô phải cố gắng lên chứ. Ngươi không hiểu đâu. Yêu quái không có yêu đàn. Tất cả tu vị đều mất hết. Cái chết Tuyết Nhi cũng không còn xa. Không đâu, không có đâu. Rồi sẽ có cách thôi mà. Chỉ cần cô cố gắng và ráng lên. Cô có biết Vô Cực Thánh Tôn không? Hả? Vô Cực Thánh Tôn? Đúng, nghe nói chỗ của ổng hình như là có loại kim đan gì đó, ăn vào sẽ không sao nữa đâu. Tới lúc đó ta sẽ tới Vô Cực Điện, ta lấy cho cô một viên. Dù vết thương như thế nào cũng khỏi hết. Tin ta đi, ta nhất định lấy về cho cô mà. Nhất định sẽ có cách. Nhất định sẽ có cách mà. Cảm ơn người bạn thật. Ta mãn nguyện rồi. Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi à, Tước Nhi, Tước Nhi à, Tước Nhi. Bạn thật, thật sự là không có cách cùng nhau tu luyện rồi. Tước Nhi à, không. Nếu người thật sự hoàn thành sứ mệnh, nhất định phải đưa ta về Kỳ Lai Sơn. Ta không nghĩ xa người, cách người quá xa. Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi. Chỉ lo an nguy đối phương, liều mình bảo vệ đối phương. Yêu quái mà cũng có tình cảm sâu nặng, đúng là hiếm thấy.
Tự nhiên cố gắng lên Tuấn Nhi, chờ ta cứu con, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên. Tuấn Nhi, Tuấn Nhi, cô không sao chứ? Tuấn Nhi, nó nhặt được một con chim. Người làm gì vậy? Không, không, Tuấn Nhi. Thăm kiến bệ hạ. Làm rất tốt. Khởi bẩm bệ hạ, những yêu quái bên trong của dạng yêu đồ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bắc thần à, khanh lại lập một công lớn cho trẫm rồi. Ta bệ hạ. Đã loại biến số. Sư phụ, vết nứt đá thiên đạo khép lại rồi. Chị của cô cho là ta rất đặc biệt, có thể vượt núi cao tung hoành bốn biển, có thể đánh đầu thắng đó một bước lên trời. Ta tưởng sẽ kiểm soát được tương lai, con đường tu luyện đầy rẫy chông gai, may là có cô đồng hành với ta. Nhưng mà ta thật không ngờ, ta đã liên lụy tới cô rồi. Hại cô mất đi tính mạng của mình. Ta sẽ tiếp tục tu hành. Ta nhất định sẽ trở về,
nhất định phải chờ ta. Tất nhiên chờ ta. Còn nhớ ta nói với cô về Vô Cực Thánh Tôn hay không? Ông ấy không chỉ có tiên đan làm người bất tử, còn có hoàng hồn đan. Cho dù bao nhiêu năm, dù có bao nhiêu con đường, ta nhất định sẽ trở về. Cô nhất định phải chờ ta. Chờ ta về cứu cô. Hôm nay ở trước mộ của cô, trịnh trọng xin thề rằng cho dù có bao nhiêu gian khổ, ta nhất định sẽ tu đạo thành tiên, nhất định giải oan cho cô vì Kỳ Lai Sơn và tất cả các huynh đệ đã chết thảm, đòi lại công bằng. Nhất định bắt quân thiên hà phải trả giá đắt cho chuyện này. Lẽ nào là vậy? Biến số đã mất, vì sao bổn tọa vẫn không thể nuốt đá thiên đạo chứ? Lẽ nào Dạng Yêu Đồ sai sao? Dạng Yêu Đồ là vô cớ rách nát. Lẽ nào
biến số thiên đạo vẫn chưa tiêu diệt hết. Cuối cùng cũng tới rồi. Bồng Lai Quốc, tiểu yêu Kỳ Lai Sơn, cách xa hàng ngàn dặm, cầu kiến Giải Không Sư Tổ, nguyện gia nhập môn hạ, học được tiên thuật. Chấp niệm quá sâu rồi. Không đúng rồi. Tên bàn thạch này tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? À, vậy là ta không tra ra nguồn gốc của hắn. Thanh Phong. Sư phụ. Thanh Phong, con lập tức đi tới Vô Cực Điện thăm dò Thánh Tôn đi. Lại tới Vô Cực Điện? Di sư dự cảm Vô Cực Điện thay đổi rất lớn. Lần trước người cố ý che đậy cho nên không điều tra rõ. Đi, đem theo lá bồ đề, nhất định phải điều tra rõ Vô Cực Điện sao lại thay đổi như vậy. Dạ sư phụ. Là đệ tử của Giải Không Sư Tổ. Chào sư tỷ. À, đừng. Sư tổ nói rồi, kêu ngươi đi về đi. Bảy ngày rồi, đã bảy ngày rồi. Tại sao lại không nhận chứ? Tại sao lại không nhận ta chứ? Lẽ nào đây cũng là thử thách sao? Tú tài lạch phát, không màng đến thế tục, cố ý tới núi Vàng Không bái sư học đạo. Thí chủ xin mời vào. Đa tạ, đa tạ. Nè, sư tổ không có mời người. Tại sao chứ? Tại sao hắn thì được, còn ta thì không được chứ? Xem thường ta là yêu quái phải không? Sư tổ không mời người thì ngươi không thể vào đâu. Nè, cho ngươi. Ăn xong thì mau trở về đi ha. Ê, làm gì vậy? Ta... Ngươi cứ cầm đi. À, thôi được rồi, ta không đuổi ngươi đi nữa. Coi,
Chẳng lẽ tên yêu quái này cũng tới bái sư sao? Dơ giấy không chịu nổi luôn, còn hôi nữa chứ. Sao còn chưa bị đuổi đi vậy? Thì đó, Chi Châu phía Tây, hai huynh đệ nhà Lý Lạc Quỳnh vì muốn học đạo đã tới đây, mong được nhận làm sư đệ tử của sư tổ vậy không? Bàn Thạch, chúng tôi tới để bái sư. Bàn Thạch, ta xin lỗi, hai ngày nay ta có việc bận, không có thời gian đem đồ ăn cho ngươi. Chắc ngươi đói bụng dữ lắm. Không sao không sao, có cái ăn là được rồi. Tục ngữ nói nắng hạn sẽ gặp mưa rào mà, đói bụng như vậy ăn vào sẽ càng ngon hơn. Ta xem ngươi bây giờ ăn trái cây vị ngọt hay chua cũng không nhấm ra nổi đúng không? Bàn Thạch, ngươi ở đây quy được một năm rồi á, sư tổ cũng đã nhìn thấy, muốn nhận ngươi cũng nhận lâu rồi. Ngươi xem hay là ngươi bỏ cuộc đi? Ta sẽ không từ bỏ đâu, giải không sư tổ nhất định sẽ thu nhận ta thôi. Tiểu yêu này quả thật lòng dạ rộng rãi, đáng tiếc, đáng tiếc mà. Vậy tại sao ngươi lại muốn bái sư? Cô từng bị con hổ đuổi theo chưa? Ta từng bị hổ đuổi theo rồi, ta biết là nó muốn ăn thịt ta đó. Sau đó ta đã giết chết nó luôn. Từ đó về sau, ta không muốn mình trở thành bữa ăn của kẻ khác nữa. Nếu như có kẻ nào thèm muốn ta, cho dù là thần hay người hay tiên đi nữa, ta cũng không để cho bọn họ toại nguyện đâu. Sau đó ta đi ra biển, người bạn duy nhất của ta vì muốn cứu ta mà đã phải mất mạng rồi. Con người muốn ăn ta, thiên binh muốn truy sát ta, tiên nhân lại không thu nhận ta, chỉ bởi vì ta là một con yêu quái thôi. Ta không muốn là một tên yêu quái yếu đuối đâu. Ta nhất định phải kiên trì sống tiếp, sống tốt hơn nữa. Ta nhất định phải tiếp tục ăn, nhất định phải kiên trì sống tiếp, kiên trì đến khi cánh cửa này mở ra. Chỉ cần cánh cửa này mở ra, ngày tháng sẽ tốt đẹp hơn thôi. Bàn Thạch. Đại sư, đi. Bần tăng có một dự cảm, ta và ngươi có duyên. Mời đại sư. Vậy tôi hai người theo ta. Hòa thượng này là ai vậy? Bạn tri kỷ của sư tổ giải không, là Liễu Ngộ đại sư đó. Liễu Ngộ đại sư hả? Lạ thật, sao không thấy Phật quang trên ngực của đại sư đâu nữa ta? Cái gì mà ta và ngươi có duyên chứ? Tốt nhất là không có đi. Mời. Liễu Ngộ à, cái này là có ý gì đây? Đây là một ván cờ chết, tự mình tìm cách thoát khỏi cái chết. Tìm cách thoát khỏi cái chết? Mấy năm trước ta và đệ từng có một ván cờ tàn, thật không ngờ lại ra chiêu này. Chỉ là chiêu tự tìm cách thoát khỏi cái chết này lại là Bần Tăng, có đúng không? Chỉ là chiêu này quá nguy hiểm. Bần Tăng tự có tính toán. Chiêu này nếu như không thành thì không thể trở lại nữa. Vì cứu rỗi chúng sinh, đều nguyện hóa thành quân cờ này, giải khai Phật pháp nghi hoặc của muôn đời. Quyết tâm rồi sao? Bần Tăng đã đi xin đại sư sắp xếp ổn thỏa kiếp cuối cùng. Nếu như ông trời có mắt, hãy để cho đệ được tu pháp vô độ. Nếu không thành, chuyến đi này là lời cáo biệt, tạm biệt mãi mãi. Xin đạo huynh
bảo trùng. Tiểu yêu, sư phụ không muốn nhận ngươi. Ngươi lại bám riết ở đây một năm không chịu đi. Ngươi dơ giấy quỳ trước cổng như vậy, mọi người nhất định sẽ cho rằng núi vàng không bọn ta tra tấn ngươi. Một con yêu quái thối tha cũng muốn tu hành, đúng là ý nghĩa diễn vong mà. Mau cút đi. Giáo huấn tên yêu quái thối tha này đi. Đánh hắn. Giáo huấn người này. Yêu quái thối tha. Yêu quái thối tha. Yêu quái thối tha. Không coi ai là yêu quái thối. Yêu quái thối. Yêu quái thối. Băng thanh. Thối tha. Đánh hắn. Đánh hắn. Đi đánh nữa, tránh ra đi, tránh ra, đừng đánh hắn nữa mà, tránh ra, không được, không được, tránh ra, bàn thạch. Sư tổ, sư bá và sư huynh thường ngày rất yêu thương cô là tứ công chúa của núi Vạn Không ta. Chúng ta không muốn động tay với cô, nhưng mà hôm nay chúng ta nhất định phải xử lý tên yêu quái. Sư huynh ơi, tôi cầu xin các huynh đừng đánh hắn, hắn chỉ là một tiểu yêu thôi, đừng đánh hắn nữa. Dừng tay, nếu các ngươi còn ức hiếp hắn, tôi sẽ nói sư tổ là các ngươi ức hiếp ta. Bàn thạch. Bàn thạch, bàn thạch, bàn thạch, ngươi thấy sao rồi? Không sao chứ? Đa tạ cô trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh ta nha. Tặng cô nè. Thanh dân sư thúc. Thanh dân sư thúc. Tiểu yêu, mau chóng rời khỏi núi Vạn Không. Nếu không, làm ô uế thanh danh núi Vạn Không, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không đi. Đem hắn xuống núi, để hắn đi nơi khác bái sư. Dạ. Sư thúc, các ngươi làm gì vậy? Thanh dân, đưa hắn vào trong đi. Bàn thạch. Nè. Lão đầu này biết đọc tâm thuật sao? Lão muốn đọc cái gì đấy? Hả? Nè, sư tổ của chúng ta chắc là muốn để tên yêu quái thối này từ bỏ triệt để, nên mới kêu vào trong, tự chính miệng mình từ chối. Chỉ là không biết sư tổ sẽ dùng lý do gì thôi. Cần lý do gì nữa chứ, trực tiếp đuổi đi là được rồi. Ngươi xem sư tổ của chúng ta cũng thật là giữ tên yêu quái thối này lại, làm việc lặt vặt như chẻ củi, quét sân hay gì đó, như vậy cũng được mà. Còn nữa nha, nhà bếp của chúng ta bây giờ cũng vừa hay đang thiếu người giúp việc. Con dưới gối đã mọc qua, trong lòng đã sinh ra thiện căn rồi. Như vậy đi, làm đệ tử thập nhất của ta, xếp thứ 10, con thấy như thế nào? Đồng ý, đồng ý. Tên họ của con sẽ đặt theo thứ bậc
lấy họ Thạch đi. Dạng vật sinh từ hữu, hữu sinh từ vô, vậy gọi con là Thạch Hữu Vô. Đa tạ sư phụ. Nhìn vẻ ngoài con là khỉ, ra ngoài rất là bất tiện. Nào vị sư, giúp cho con một tay. Cuối cùng ta cũng giống như một con người rồi. Đa tạ sư phụ. Người tu đạo vẫn có thể nhìn ra gốc rễ của con, như vậy có thể tránh được nhiều phiền phức trong cuộc sống rồi. Sư phụ à, đừng nói những chuyện không liên quan nữa. Khi nào người dạy pháp thuật cho đệ tử? Được, vậy không nói nữa. Bắt đầu từ ngày mai, sư phụ sẽ dạy con tu hành học đạo. Tất cả do sư phụ làm chủ. Thành Vân. Sư phụ. Tiểu yêu này là đệ tử thập nhất của ta, xếp thứ 10. Tên là Thạch Hữu Vô, từ nay về sau chính là sư đệ của con. Bây giờ mọi việc lớn nhỏ ở đây đều do con sắp xếp. Bây giờ Thạch Hữu Vô giao lại cho con chăm sóc đó. Dạ, sư phụ. Thanh Vân sư thúc, hắn là bàn thạch hả? Sư phụ đặt tên cho hắn là Thạch Hữu Vô. Và nhận hắn làm đệ tử thập nhất. Từ nay về sau, Thạch Hữu Vô chính là thập sư thúc của các con. Cái gì? Sao có thể là như vậy được? Sư phụ, không phải sư tổ muốn đuổi yêu quái này xuống núi hả? Sao có thể nhận hắn làm đệ tử được chứ? Đúng đó sư phụ. Có phải sư tổ nhầm lẫn không? Một tên yêu quái hôi hám vốn không xứng bước vào cửa núi Vạn Không, càng không có tư cách làm sư thúc của tụi con. Đúng đó sư phụ. Sư phụ hãy cầu xin sư tổ rút lại mệnh lệnh đi. Xin sư tổ rút lại mệnh lệnh. Chuyện này đã quyết, mau bái kiến thập sư thúc của các con đi. Sư phụ, đệ tử không phục. Đệ tử không phục. Lời của ta các con cũng không nghe sao? Đệ tử bái kiến thập sư thúc. Hư độ. Đệ tử bái kiến thập sư thúc. Sư thúc, thúc có muốn đi dạo xung quanh đây không vậy? Con đưa thúc đi. Đi thôi. Chuyện gì vậy trời? Thuật độc tâm của ta cũng không có tác dụng với hắn. Lại nói chuyện lẩm nhẩm. Chỉ là người phàm mắt thịt, lại quỳ trước cổng cả một mùa xuân thu không chịu đi. Con yêu quái này có chấp niệm rất nặng. Tâm tính như vậy, tại sao sư phụ lại đặt cách nhận hắn làm đồ đệ chứ? Lại còn là đệ tử thập nhất nữa, làm cho người khác không lý giải nổi. Luật lệ ở núi Vạn Không là do ta nắm. Tiểu yêu ngươi tuyệt đối đừng để rơi vào tay ta. Nếu không, ta không buông tha cho ngươi đâu. Vậy mà hắn dám đánh gãy một cái sừng dê của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thù nhất định phải báo. Nhưng mà Dương ca, hắn là đệ tử thứ 8 của sư tổ Giải Không. Chúng ta dù có tu luyện thêm 100 năm nữa cũng không đánh lại hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi. Ngươi lắm mưu mẹo. Ta nghe theo ngươi vậy. Để bắt được Lăng Nhân Tử, đánh cho hắn một trận trước để báo thù. Sau đó ép Giải Không vô tự đó giao ra Vô Cực Quá Thần Đại Pháp giấu trong tàng kinh các. Sau khi luyện thành, vậy thì thiên hạ vô địch rồi. Đến lúc đó đừng nói là một tên Lăng Nhân Tử, cho dù 100 tên ta cũng sẽ đánh đất bét luôn. Đúng. Vô Cực Quá Thần Đại Pháp, quyển kinh thư này ta cũng từng nghe nói tới. Hình như nó được Giải Không sư tổ viết, chuyên dùng để ứng phó với pháp bảo của chư thần. Nhưng mà cũng vì vậy mà bị liệt vào sách cấm. Nghe nói nó đã bị Giải Không sư tổ phá hủy rồi. Nào, lại đây. Một con hồ ly. Tại sao lại ngu như vậy chứ? Hắn không muốn chúng ta cướp, chắc chắn đã quỷ đi rồi. Kinh thư quan trọng như vậy, Giải Không nhất định sẽ không dễ dàng đưa ra. Không đưa hả? Vậy thì chúng ta nghĩ cách cướp đi. Nếu còn không được thì liên kết với tất cả yêu quái. Chỉ cần có được nó thì đám thần tiên bỏ đi kia đều không phải là đối thủ của chúng ta. Toàn thế gian này đều do yêu của chúng ta làm chủ. Để bọn chúng làm yêu, chúng ta làm thần tiên.
Tất cả nghe rõ đây, đã dụ dỗ bọn đại tiên tới đây là trốn như con rùa rụt đầu. Về núi một sừng, mau ra đây đi. Nếu còn không chịu ra, bổn đại tiên sẽ không khách khí nữa đâu. Lăng Nhân Tử, ngươi cũng có ngày hôm nay hả? Trời, ta thật sự sợ quá. Ta thật sự sợ quá đi. Cũng nhiều trò thật đó. Xem ra quán hận ta rất sâu đậm ha. Bổn đại tiên không đánh chơi cùng các ngươi. Đám đanh yêu ma này chạy cũng nhanh thật. Lần sau muốn bắt bọn chúng phải tốn sức rồi. Đúng là phiền phức mà. Đa tạ vị cô nương này đã ra tay giúp đỡ, giúp ta bắt hai tên tiểu yêu này. Úi cha, xem nè, ta quên tự giới thiệu mình rồi. Bổn đại tiên là Giao Quan Cửu Tử của núi Vạn Không, tiếng tâm lẫy lừng, Lăng Dân Tử trong Lăng Dân Cát. Lăng Dân Cát trên đỉnh Lăng Dân chính là tại hạ. Chẳng hay đại danh đại tánh của cô nương là gì? Dương Lan. Cô là muội muội của vị hải thần sao? Dương Lâm, may mà có cô ra tay giúp đỡ, hôm nay xem như ta nợ cô một ân tình. Nhưng mà cả đời Lăng Dân Tử ta sợ nhất là nợ ân tình, cho nên từ nay về sau có chuyện gì cần giúp cứ việc nói ra. Muốn trả ân tình cho ta, ta có thể cho huynh cơ hội. Huynh chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện. Nói. Chạy đi con, chạy đi. Ghê tởm vô cùng. Nguyên soái, lần này quân Thiên Hà chịu tổn hại nặng như vậy, tất cả vì Thái Bạch Kim Tinh cắt xén quân Nhu tiếp tế. Đàn Ma Dương, Tứ Thú Dương, nhân lúc Dương Nham chống đầy trời cũng lần lượt nổi dậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là đội quân Thiên Hà sẽ bị diệt vong. Thiên Phụ, ngươi điều động quân đội phòng thủ và quân đội dự bị trợ giúp trấn quái đi. Dạ. Thiên Đội, ngươi phụ trách vũ khí và vật tư, cơ bộ phận luyện kim làm xuyên đêm phải đảm bảo theo kịp tiến độ. Thiên Hành, ngươi phụ trách binh mới và trân binh huấn luyện, để tân binh ra trận càng sớm càng tốt, đảm bảo bổ sung quân tiền tuyến. Tuân mệnh. Nguyên soái, còn ta? Thiên Nhậm, ngươi hãy đi theo bổ soái. Rõ. Thái Bạch Kim Tinh, ông ra đây cho bổn tướng. Bắc Thần Nguyên Soái, người tới đây là... Bắc Thần Nguyên Soái, ngài tự ý lái tàu tuần tra
chạy tới phủ của ta đây. Ngài không sợ bệ hạ trách phạt hay sao vậy? Nếu như bệ hạ trách phạt, bắt thần tự mình chịu phạt. Nhưng mà chuyện này do ông đứng đầu buộc phải chịu trách nhiệm. Bổn soái không dòng do nữa. Ta hỏi ông, quân nhu tiếp tế của quân đội thiên hạ ta, sao ông cứ trì hoãn hoài vậy? Bắt thần nguyên soái à? Thì do ta bận trăm công ngàn việc, cho nên thời gian này chậm trễ một chút thôi. Bây giờ ông còn lắm lời bào chữa như vậy? Bận trăm công ngàn việc hả? Bệ hạ đã ra lệnh cho ông ưu tiên xử lý việc này, ông đã nghe lệnh chưa vậy? Ta nghe lệnh rồi. Ta đang kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Qua thêm vài ngày nữa thì có thể phát ra toàn bộ. Qua thêm vài ngày nữa? Thái Bạch Kim Tinh, chính vì ông trì hoãn phát quân nhu tiếp tế cho quân ta, quân đội thiên hạ của ta có biết bao nhiêu quân đệ chết quan. Một ngày trên trời bằng một năm ở dưới đất. Ông biết bây giờ ở nhân gian có bao nhiêu quân thiên hạ chết vì tắc trách qua quay không vậy? Còn có bao nhiêu sinh linh vô tội vì sự hơi hợt của ông mà đã bị yêu quái dạy dò hay không? Được. Ta đang kiểm tra. Ta đang kiểm tra. Kiểm tra nghiêm ngặt. Mà ngài cũng biết kiểm tra nghiêm ngặt thì cũng cần có một chút thời gian. Hay là cứ để cho các tướng sĩ trở về dân vực thiên cảng rồi đợi đi ha. Đợi hả? Được, hôm nay bổ soái sẽ đợi ở đây. Ông kiểm tra tới khi nào, quân thiên hạ bọn ta sẽ đợi tới khi đó. Ông đi kiểm tra mau đi. Quân nhu tiếp tế của đội quân thiên hà các ngài có đúng hay không vậy? Đã được kiểm tra xong xuôi hoàn tất hết rồi, đang đợi phát ra mà. Ê, mau chóng đem số quân nhu tiếp tế của quân đội thiên hà phát cho bọn họ đi. Mau lên. Dạ. Dạ. Chạy mau lên đi. Nhanh lên, đến rồi đây. Nhìn nè. Ở đây có 3 căn phòng, gian ở giữa chính là cổ thúc á. Căn phòng này giờ là cổ thúc rồi, nơi đây gọi là Lăng Yên Liết. Tuy nói rằng thanh chân sư thúc cũng đối đãi hơi đặc biệt với thúc, nhưng nói sao thì thúc cũng là đệ tử thập nhất của sư tổ. Để cho thúc ở trong căn phòng như vậy thì có phải là hơi quá? Không sao đâu, chỉ cần được bái sư, được học pháp thuật là được rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng đâu. Bạn Thạch, vậy sau này con phải gọi thúc là thập sư thúc đúng không? Đừng, hay cứ gọi ta là bạn Thạch đi ha, nghe quen hơn á. Thập sư thúc gì chứ, nghe kỳ cục muốn chết à. Là thúc nói á nha, không được nuốt lời á. Như vậy cho tự nhiên đi. Bạn Thạch, ta có chuyện phải nhắc nhở Quynh á nha. Đệ tử của sư tổ có tổng cộng 9 người, người tên Gia Quan Cửu Tử. Ở tại đạo quán là Ngũ Sư Thúc, Thanh Dân Tử. Thanh Dân Sư Thúc á, trước khi tu đạo đã làm việc trong quan phủ. Bởi vì tính cách cương trực, chuyện gì cũng làm theo quy tắc, nên kết quả là đắc tội với nhà quyền quý, bị quan phủ cách chức. Cho nên hầu tử ơi, huynh tuyệt đối đừng có phá vỡ quy tắc. Thanh Dân Sư Thúc cực kỳ nghiêm khắc luôn á. Ta biết rồi. Phong Linh. Hả? Đồ của cô đem tới rồi nè. Giúp ta để mình đó đi. Được. Phong Linh, sư thúc, chúng con đi trước đi. Đa tạ sư huynh. Ý, cái này là sao? Đây là hoa gì á? Huynh quên rồi sao? Đây là bông hoa mọc từ dưới gối của huynh á. Trong cuộc đời của ta, lần đầu tiên ta được tặng hoa, cho nên ta phải chăm sóc nó thật tốt. Ý, Phong Linh à, cô dọn đồ của cô đem qua đây hết luôn. Cô muốn ở chung với ta luôn hả? Không ngờ con gái trên núi Vạn Không này cũng dễ dãi quá. Ai muốn ở chung với huynh đâu chứ. Ta chuyển tới phòng bên cạnh thôi. Sư huynh đang giúp ta sửa lại căn nhà gỗ bỏ hoang ở bên cạnh á. Cô chuyển đến đây làm gì chứ? Sư phụ đồng ý hả? Bảo vệ huynh đó. Lãng phí thời gian, bọn họ cũng tương đối sợ ta. Chỉ cần ta ở đây ít nhiều cũng có tác dụng. Còn về lão sư tổ thì ông ấy không quản mấy chuyện này đâu. Tiểu cô nương như cô thì bảo vệ được ai chứ? Huynh á. Sư tổ nói kể từ ngày hôm nay thúc hãy ra sau núi ngồi thiền tu tâm. Sư phụ không dạy ta hả? Vậy sư phụ có nói ngồi thiền trong bao lâu không? Sư tổ nói ngồi thiền là để tu tâm. Tu hành tu đạo phải tu tâm trước. Nếu như chưa tu tâm đã tu đạo, đến cuối cùng chỉ có gây tai họa. Khi nào tu tâm tốt rồi sẽ dạy những gì thúc muốn học. Ngồi thiền tu tâm hả? Vậy tới khi nào mới có thể luyện được pháp thuật lợi hại đấy? Đừng nói là phải đợi tới 17 năm đó nha. Thôi được. Cái chuyện tu đạo này cũng là lần đầu tiên ta làm. Cứ nghe lời lão ta trước đi.
Ôi. Cứ ngồi hoài như vậy luôn hả? Ở trước cổng thì quỳ trên phiến đá, vào cửa rồi thì ngồi trên cục đá, xem ra thì không khác biệt gì mấy ha. Ê, không phải đâu, nhất định bên trong có cơ mật đó. Ăn sáng thôi. Ê, ăn gì đó nè? Ê, buổi sáng mọi người ăn cái này thôi hả? Đương nhiên không phải rồi, buổi sáng chúng ta sẽ ăn bánh bao và màng thầu. Quynh là tiểu yêu mà, đồ ăn đương nhiên không giống như bọn ta. Thì ta cũng ăn giống các người thôi, chứ làm vậy phiền cô quá. Ê, cô ngồi ở đây ta không kìm được mà bất giác nghĩ lung tung. Muốn tu tâm không phải là cần trong đầu trống rỗng sao? Làm sao ngồi thiền tu pháp, sư phụ cũng không nói câu nào luôn. Cái này thì ta cũng không biết nữa. Sư tổ chỉ dặn dò ta, kêu ta đưa Quynh tới đá tự tỉnh ở sau núi để suy ngẫm. Những chuyện khác cũng không nói luôn. Sư tổ nói chấp niệm của Quynh quá nặng, nếu mà trực tiếp tu đạo thì sợ sẽ bị nhập ma chướng. Cô chưa từng tu tâm luôn hả? Chính xác mà nói, các đệ tử ở đây chưa có ai là phải tu tâm hết. Vậy thì ta thật sự là tình huống đặc biệt rồi hả? Hay là lão già này đang có âm mưu gì đó đây nè? Được rồi, Quynh tu luyện cho tốt nha, buổi tối ta đem đồ ăn cho Quynh. Bạn Thạch, bạn Thạch, ta đem đồ ăn tới cho Quynh nè. Hôm nay sao rồi? Cứ ngồi vậy hoài luôn. Ê, cô nói xem lão già này có phải đang chơi ta không vậy? Sao Quynh có thể nói vậy được? Sư tổ sẽ không làm chuyện vậy đâu. Chính là do Quynh suy nghĩ bậy bạ thôi. Ê, đã 7 ngày rồi đó, có chút cảm giác chết liền á. Chắc chắn do Quynh không đủ tịnh tâm, đã nói là tu tâm, có phải là Quynh suy nghĩ bậy bạ không? Ê, vậy tới khi nào ta mới có thể tu luyện pháp thuật đây? Nếu như núi Vạn Không này có thể có một tàng kinh cát thì tốt rồi ha. Tàng kinh cát hả? Có đó. Hả? Nơi mà cô nói rốt cuộc là ở đâu vậy hả? Là là vậy? Hả? Là thập sư đệ đúng không? Lần đầu tiên gặp, xin chỉ giáo. Lăng Vân sư thúc. Hả? À, để ta giới thiệu mình một chút, ta là Giao Quan Cửu Tử ở núi Vạn Không, Lăng Vân Tử trong Lăng Vân Cát. Lăng Vân Cát trên đỉnh Lăng Vân chính là ta đó. Bái kiến Lăng Vân sư thúc. Bên lễ, Phong Linh, để không biết chẳng lẽ con không biết. Ta không quan tâm tới những lễ nghi này. Vậy tại sao thúc đột nhiên quay về đây vậy? Chơi chán rồi thì ta quay về thôi. Phong Linh à, mặc dù ta không chú trọng đạo lễ, nhưng ta chú trọng đến đạo trà. Ta khác rồi, giúp ta nấu trà uống đi. Trà thì con không có, có nước thôi thúc uống không? Trà cũng không có. Ờ, thôi được, thôi được, nước thì nước, nhanh lên đi. Được rồi, con đi nấu nước đi. Đây là ai vậy ta? Hình như đã gặp ở đâu rồi nè. Sư đệ, để ta giới thiệu với đệ. Đây là đệ tử ta mới nhận, Dương Lam. Dương Lam hả? Muội muội của Dương Nham, Lam Sơn Thánh Mẫu hả? Cô ta đến đây làm gì vậy ta? Dương Lâm, mau tới bái kiến thập sư thúc. Trà đến rồi đây. Trời ơi, sao giờ mới tới chứ? Nào 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 nào, khát muốn chết. Ê. Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi đi. Ngồi. Thập sư đệ, lần đầu gặp mặt nói để muốn Lăng Vân sư huynh tặng quà gì cho đệ. Quà sao? Ờ, quà đã. Đói bụng rồi đúng không?
chúng ta vừa ăn vừa nói. Sao hả? Thập sư đệ, ta đã nghe nói rồi. Vì để tới được chỗ này, để đã đi suốt 18 năm trời luôn. Hơn nữa còn phải quỳ gối cả năm trời ngoài kia. Ôi trời ơi, đúng là trải qua bao khó khăn gian khổ. Sự can đảm của đệ đến cả ta còn ngưỡng mộ vạn phần. Không nói nhiều nữa, lần đầu gặp nhau, nào ta mời đệ một chút, coi như là quen nên tiếp đãi. Lăng Vân sư huynh à, không phải ở đây kỵ rượu kiên thịt hay sao? Đúng á, đúng. Bàn Thạch, con nói thúc nghe nha, người tu hành nhất định không được uống rượu đâu. Không được đó. Sao con cũng cổ hủ giống như sư phụ con vậy? Hả? Luật của tu viện là kỵ rượu chứ không phải là cấm rượu. Huống hồ chúng ta tu hành là vì cái gì? Là để trường sinh mà. Trường sinh không có niềm vui, vậy làm sao tu hành? Sao phải trường sinh? Sư phụ nói rồi mà, Lăng Vân sư thúc hay nói lý dữ lắm á. Nghe thì nghe chứ đừng có tin. Nếu mà tin rồi hả, e là sẽ học theo thói xấu mất. Nè, ta thấy là điều con muốn nói thì có, đừng có đổ thừa cho sư phụ con. Nào, thập sư đệ, ăn đi. Ê, bàn thạch, thúc không được uống đâu, không được uống. Bàn Thạch tuyệt đối không được ăn nha. Sư thúc, đừng có ăn cái này mà, ăn đồ ăn con chuẩn bị cho thúc đi. Con, thật ra con muốn làm cái gì đây? Hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp thập sư đệ, chúng ta chuẩn bị dành thời gian dùng bữa để trò chuyện. Tiểu nha đầu con sao cứ phá hỏng mọi chuyện vậy? Con không quan tâm, sư phụ nói là không được ăn mấy thứ này mà. Lăng Vân sư thúc, sư tổ cho mời. Con quay về nói với sư tổ một tiếng là chút nữa ta sẽ tới. Dạ, ý của sư tổ là sư thúc phải đi ngay bây giờ. Tiêu rồi, có chuyện gì vậy? Hả? Thập sư đệ à, vậy thì ta có việc bận rồi, lần sau chúng ta nói chuyện ha. Được. Đi thôi, giữ chút thể diện, mau đi thôi. Đi. Phong Linh à, ta đến sau núi ngồi thiền đây. Đang vừa kích tâm, tổ quả nhập ma. Làm gì vậy? Bỏ ta xuống, ta phải giết chết ngươi. Ngoan chút đi. Đừng cơ. Làm gì? Cuộc kết hôn với người phàm, sinh ra người tử, vi phạm luật trời, bệ hạ có lệnh, suốt đời này sẽ bị đè dưới giao sơn, đời khiển trách. Linh cơ, nếu cô chống lại, hai đứa con của cô cũng khó tha tội. Làm gì? Đi. Giải độc rồi hả? Cô thấy sao rồi hả? Bớt nhiều chuyện đi. Nếu không phải Phong Linh nói với ta đan dược này sẽ khiến cô sẽ khỏi nhập ma, phải dùng nhiều nước ở dưới suối mới giải độc được, ta muốn lo cũng không lo nổi đâu. Nè, ta nói cô biết nha. Nè, còn viên đan dược này á, là lúc ta bái sư, lão đầu đã cho ta đó. Nó được dùng để tu luyện, nâng cao tu vi, vô cùng nguy hiểm á. Một năm chỉ được uống một viên mà thôi. Ta cũng chỉ có một viên thôi, nhưng mà ta thấy ở chỗ cô có cả hũ luôn.
Cô thật sự muốn nâng cao tu vi đến mạng cũng không cần luôn hả? Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật giúp cô. Nhưng mà không phải đan dược nào cũng có thể dùng nước suối thanh trừ đâu. Ta nghĩ lần sau sẽ không may mắn vậy đâu. Đừng tưởng cứu mạng ta là có thể chỉ tay năm ngón. Cô sống hay chết ta đâu có quan tâm. Lần sau cô chết xa ra, ta chắc chắn sẽ mặc kệ đó. Chẳng lẽ là vì ai đó cô ta mới không màng tới nguy hiểm để nâng cao tu vi sao? Điểm này cô rất giống với ta đó. Đệ tử là người dưới trướng ra đồng tử. Bái kiến sư thúc. Người tới bắt ta chứ gì? Sư phụ chưa từng nghĩ tới việc bắt người, chỉ dặn dò đệ tử chỉ bảo sư thúc một trận. Mong là sư thúc đừng có phản kháng. Ngưng thần kính. Xem ra tin này là đúng rồi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì. Huynh có sao không? Không sao. Rồi, không sao chứ? Bàn thạch. Phong Linh sư muội, chuyện hôm nay không liên quan tới muội. Muội tránh ra. Không tránh, ai cũng đừng hòng làm tổn thương hắn. Tránh ra đi. Họ là người của đan đồng tử đó, họ sẽ không kiêng dè đệ tử nội quan giống như cô đâu. Bàn thạch, huynh cố chịu, ta đi tìm sư tổ. Đừng. Giờ là lúc nào rồi, đừng sĩ diện nữa. Đừng gọi sư tổ tới đây được không? Phong Linh sư muội, chuyện này không liên quan tới muội. Muội tránh ra đi. Sư thúc. Sư phụ. Phong Linh tiểu lê điệt, nếu lỡ con bị thương, ta làm sao ăn nói với đại sư huynh đây? Con. Sư thúc, sư thúc, người đừng làm hại hắn mà. Hắn là sư đệ của người. Con cầu xin người. Ồn quá đi. Sư thúc, con cầu xin người. Con. Ngây ra đó làm gì? Nên làm gì thì làm đi. Me!
Đừng mà. Tới đây, có gan thì từng tên một tới đây, không phải sợ rồi chứ? Ngươi chỉ cần xin tha, chỉ cần nhận thua thì bọn ta sẽ... Có gan thì cứ tới đây, nói nhiều như vậy làm gì hả? Tới đây, tới đánh ta đi. Tại sao lại đứng lên chứ? Ngốc quá. Coi như thạch đầu ngươi may mắn đi. Tàn kinh cát bốc cháy rồi. Bốc cháy rồi. Lần này là ngươi may mắn đó. Đi 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 mau. Bàng Thạch, Bàng Thạch, Bàng Thạch, Bàng Thạch ơi, huynh có sao không vậy? Bàng, Bàng Thạch, huynh mau tỉnh lại đi Bàng Thạch. Bàng Thạch mau tỉnh lại đi mà. Bàng Thạch. Dương Lam dám đốt tàn kinh cát, cô biết tội chưa? Tàn kinh cát cho ta đốt đó, có gì mà không dám nhận? Nhưng mà đường đường là đan đồng tử, nổi danh có tu vi thần cảnh, về đảo quan thì không biết làm gì, chỉ biết lấy tiểu sư đệ ra khai đao. Tội ức hiếp tiểu sư đệ của ngươi, ngươi có dám nhận không? Lăng Vân dạy đồ đệ của mình ăn nói với người lớn như vậy sao? Chuyện này thì phải hỏi Lăng Vân tử. Ta hỏi cô, cô đốt tàn kinh cát là do nhận được chỉ thị hay đồng mưu với kẻ khác? Nếu như cô chỉ ra đồng mưu, ta có thể cân nhắc xử lý lại. Chỉ là một tàn kinh cát, ta muốn đốt thì đốt thôi, không có đồng mưu. Nhưng mà ta lại có một nguyên do. Nguyên do gì? Chính là ngươi, đan đồng tử. Hỗn sự! Dương Lam, người đốt tàn kinh cát chứng cứ rành rành, phóng hỏa quỷ núi, quỷ hoại tàn thư, theo môn quy phản người án thất kiếm đoạn mạch, 3 ngày sau hành hình. Nghịch đồ Dương Lam, người dám phóng hỏa đốt tàn kinh cát, hôm nay phạt ngươi chịu hình thất kiếm đoạn mạch. Người đâu? Hành hình! Khoan đã, ta nguyện chịu phạt thay cô ấy. Đan đồng sư huynh, chuyện này do ta mà ra, ta sẽ chịu phạt thay cho Dương Lam. Ngươi đi đi, ai cần ngươi lo. Cô đốt cháy tàn kinh cát cũng là vì ta, đúng lý ta phải chịu phạt chứ. Ngươi bớt giác vàng lên mặt đi, ta đốt tàn kinh cát liên quan gì tới ngươi? Hình phạt thất kiếm đoạn mạch này Dương Lam ta chịu được. To gan! Ngay tại pháp trường các ngươi còn dám ra ngoài. Hình phạt do môn phái quy định, làm gì có chuyện thạch đầu ngươi muốn chịu thay là được. Người mau tránh xa chỗ này, nếu không
đừng trách ta dùng đại hình hầu ngươi. Tiếp tục hành hình. Dương Lâm, bạn thân, đừng mà. Tất cả dừng tay. Bàn thạch, kiếm thứ bảy, quyệt bách hội, hành hình. Dừng tay cho ta. Ai dám đụng tới muội muội của ta, ta sẽ cho tên đó chết theo. Dương Nháp, đây là Dạng Không Sơn, không phải quan gia khẩu của ngươi. Dương Lam là đệ tử của Dạng Không Sơn ta, bọn ta chấp hành môn quy, liên quan gì tới ngươi chứ? Có liên quan hay không, hãy hỏi Dân Thứ Nguyệt Đao đi. Không được vô lễ. Dương Nham, người cứu người thì cứu là được rồi. Bây giờ làm ra nông nổi này, làm sao thu dọn đây? Sư tổ, Dương Nham, trận chiến ở Cửu Thiên Môn lúc trước, Dạng Không Sơn ta chưa ra tay, không có nghĩa là chúng ta để mặc cho người khác ức hiếp mình. Được, ta hy vọng chuyện hôm nay đến đây dừng là được rồi, không có lần sau nữa. Đồ Nhi, có phải cô có gì muốn nói với Di Sư hay không vậy? Đều tại sư phụ hết. Nếu người dạy đạo hành giả cho con đã không tới Tàng Kinh Các trộm sách rồi. Dương Lam cũng sẽ không vì con mà chịu phạt. Nếu người không chịu dạy con, lại muốn để cho con chết, sao nhận con làm đồ đệ làm gì? Đồ Nhi à, có cảm thấy con đường tu hành nên thuận buồm xuôi gió có phải không? Đáng lẽ không nên có đau khổ và thương tâm đúng không? Di sư, để con học đạo ngộ giả là có cái lý của nó. Con cứ muốn học đạo hành giả. Nếu như con muốn thăng cấp tu vi của bản thân thì đi tìm người có thể giúp cho con đi. Nếu tu luyện thành công mới có thể bảo vệ được bản thân, mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Đệ tử hiểu rồi. Đi đi. Đệ tử cáo lui. Cẩn thận nóng đó. Dương Lam tỷ có sao không? Dương Lam tỷ, ca của tỷ đang ở ngoài, hay là nhờ huynh ấy giúp tỷ độ khí trị thương, chí ít cũng giúp tỷ giảm bớt đau đớn. Bây giờ ta không muốn gặp ai hết. Vậy ta đi giúp tỷ khuyên huynh ấy ha. Sao rồi hả? Trời ơi, Dương Lam chịu gặp ca ca cô ấy chưa hả? Ê,
ta hỏi con đó. Thái độ của tỷ ấy rất kiên quyết, e là hạ quyết tâm không nhận sự giúp đỡ của huynh. Bây giờ trên người tỷ ấy bị thương, mọi người đừng ép tỷ ấy. Trời ơi, con đi khuyên cô ấy lần nữa đi. Cô ấy là người gánh phải tội lớn như vậy, làm sao mà chịu nổi đây. Đi, khuyên thử xem. Phong Linh. Không cần đâu, ta biết rồi. Đa tạ cô nương. Chuyện này là Dương Huynh. Dương Nham thay mùi mùi xin lỗi, đã gây phiền phức cho Huynh. Dương Huynh, Huynh đừng bao giờ nói vậy. Huynh phó thác mùi mùi lại cho ta, là ta không chăm sóc tốt cho cô ấy. Ta nói có vô cực quá thần đại pháp gì đó, không dễ gì mới gạt cô ấy tới dạng không sơn. Nhưng thật không ngờ, không thể ngăn cô ấy làm chuyện ngốc nghếch. Nói thật lòng, ta không còn mặt mũi nào để gặp Huynh. Nỗi đau thất kiếm của Đoản Mạch, nếu chịu được hết toàn bộ, ít nhất cũng mất tu vi 300 năm. Cũng may là Huynh tới kịp, tránh được kiếm thứ bảy cho cô ấy, nên có thể sẽ khỏi hẳn. Nhưng mà trong khoảng thời gian này không cách nào thi pháp được. Chắc chắn Dương Lâm phải chịu không ít đau khổ. Phải này Lâm Nhi đốt tàn kinh cát là quá hỗn sự, thứ cho mùa ấy từ nhỏ không có cha mẹ, ta lại quá nuông chiều nên mới gây họa như hôm nay, khiến Lăng Dương Huynh phải nhọc lòng. Ê, Được rồi, Dương Huynh, Huynh có thể đừng nghiêm túc vậy được không? Cứ nghiêm túc như vậy, e rằng chúng ta không thể làm bạn với nhau được. Là Dương Huynh, đại ân không cảm ta hết, không còn sớm nữa, ta nên về đây. Đừng mà, Huynh đừng có đi vội. Hay là vậy, Huynh tới chỗ ta ngồi một lúc, nói không chừng Dương Lam tỉnh lại rồi sẽ tha thứ cho Huynh. Thôi khỏi đi. Trong lòng Lam Nhi quán trách, gặp nhau cũng chưa chắc là tốt. Huống chi ưng khuyển của thiên đình lúc nào cũng theo dõi ta, nếu bỏ đi quá lâu, e là sẽ dấy lên nghi ngờ. Huynh cố chấp quá rồi. Thật ra Dương Huynh, ta luôn muốn hỏi Huynh, những lời này Huynh không thể nói rõ trước mặt Dương Lam sao? Có vài chuyện dù thế nào cũng không nói rõ được. Mùa ấy muốn quán ta thì cứ để mặt mùa ấy, chỉ cần mùa ấy sống tốt là được. Được rồi, nghe theo Huynh, để ta tiễn Huynh. Bạn Thạch, Huynh tới đúng lúc lắm. Huynh ở đây coi chừng giùm ta, ta đi sách thuốc. Tuy tu vi của ta không cao như cô, nhưng khoảng thời gian này tu vi của ta đã tiến bộ rồi. Để ta giúp cô trị thương đi. Không cần đâu. Huynh giao thuốc này cho Lam Nhi, có thể giảm bớt đau cho mùi ấy, cũng có thể giúp nhanh chóng khỏi hẳn. Huynh cứ nói đây là đan dược cho Huynh luyện, đừng nói với mùi ấy là do ta đưa. Trời mưa rồi, chắc chắn là Tam công chúa đang nhớ Huynh. Hai người thật lòng yêu nhau, nhưng phải bị chia cắt hai nơi. Ông trời cũng tàn nhẫn thật. Tao phải về đây.